Cô chào tất cả các em. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng đến với nhau qua tiết học âm nhạc nha. Tiết học mà chúng ta cần tìm hiểu hôm nay là tiết 5, ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu. Bây giờ, cô và các em cùng tìm hiểu bài học nha. Và để mở đầu cho tiết học hôm nay, thì cô chúc tất cả các bạn có một buổi sáng thật tuyệt vời, an lành và hạnh phúc bên bạn bè, người thân và gia đình. Phần mở đầu của bài hát hôm nay là chúng ta cùng nghe lại giai điệu của bài hát Bạn ơi lắng nghe và các bạn cùng hát theo nha. Bây giờ, cùng mời các bạn cùng nghe lại giai điệu. Giai điệu của bài hát Bạn ơi lắng nghe rồi. Thì bây giờ cô có hai câu hỏi cô muốn hỏi lại các bạn nha. Câu thứ nhất, bài hát Bạn ơi lắng nghe là của dân tộc nào? Đúng rồi, bài hát Bạn ơi lắng nghe là của dân tộc Ba Na. Câu hỏi thứ hai, đồng bào ở Tây Nguyên có loại nhạc cụ đặc biệt nào được làm từ tre, nứa? Vâng, và câu trả lời của chúng ta đó chính là đàn tơ rưng và đàn lông buốt. Đây là hai trong số loại nhạc cụ đặc biệt nhất của đồng bào ở Tây Nguyên, được chế tạo từ tre và nứa. Xin chúc mừng các em qua hai câu hỏi trên. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào phần hoạt động tiếp theo, đó là hát và gõ đệm bài hát Bạn ơi lắng nghe nha. Các bạn vui lòng nhìn lên màn hình và thực hiện cùng cô nha. Trước khi đi vào phần luyện tập tiết tấu, thì cô muốn giới thiệu cho các em biết hình nốt trắng. Hình nốt trắng có thân nốt hình quả trứng nằm nghiêng. Các em quan sát trên màn hình. Và độ dài của nốt trắng bằng 2 lần nốt đen. Và nếu như ta quy định độ dài của mỗi nốt đen bằng một phách, thì độ dài của nốt trắng sẽ là hai phách. Cô nhắc lại, độ dài của nốt trắng bằng hai lần nốt đen. Nếu ta quy định độ dài của nốt đen bằng một phách, thì độ dài của nốt trắng sẽ là hai phách. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện luyện tập tiết tấu. Cô có hai bài tập tiết tấu cho chúng ta cần luyện tập trong buổi học ngày hôm nay. Mời các em quan sát trên màn hình.
Bài tập tiết tấu số 1. Chúng ta có hình nốt đen, đen, trắng. Đen, đen, trắng. Đen, 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 trắng. Và cách chúng ta gõ bài tập tiết tấu này như sau. Các bạn quan sát và lắng nghe cô gõ một lần nhé. Đen, đen, trắng. Đen, đen, trắng. Đen, 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 trắng. Các bạn thấy ở hình nốt đen cô gõ một, hình nốt trắng cô gõ một, nhưng chúng ta ngừng ở hình nốt trắng thêm một phách nữa. Mời các bạn nghe cô gõ lại. Đen, đen, trắng. Đen, đen, trắng. Đen, 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 trắng. Mời các bạn cùng thực hiện theo cô. Các bạn thực hiện lại một lần nữa. Các bạn vui lòng thực hiện bài tập số 1, 2 đến 3 lần cho cô nha. Và tiếp tục là luyện tập bài tập tiết tấu số 2. Bài tập tiết tấu số 2 chúng ta thấy gồm có đơn, đơn, đen. Đơn, đơn, đen. Đơn, 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 trắng. Và nếu như chúng ta quy định nốt đen một phách thì nốt trắng sẽ là hai phách và nốt móc đơn sẽ là 1/2 phách. Bây giờ cô sẽ thực hiện gõ tiết tấu của bài tập tiết tấu số 2. Các bạn lắng nghe nha. Đơn, đơn, đen. Đơn, đơn, đen. Đơn, 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 trắng. Các bạn nghe lại. Đơn, đơn, đen. Đơn, đơn, đen. Đơn, 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 trắng. Các bạn thực hiện bài tập tiết tấu số 2. Các bạn thực hiện lại một lần nữa. Ở bài tập tiết tấu số 2 này, chúng ta cũng thực hiện từ 2 đến 4 lần nha. Bây giờ, chúng ta ôn lại bài tập tiết tấu số 1 và bài tập tiết tấu số 2. Mời các bạn lắng nghe và thực hiện cùng cô. Chúng ta thực hiện tiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập tiết tấu và ghép lời ca nhé. Sau khi các bạn đã luyện bài tập tiết tấu 1 và bài tập tiết tấu số 2, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép lời ca cho bài tập tiết tấu số 1 và bài tập tiết tấu số 2. Mời các bạn cùng nhìn lên màn hình. Cô thực hiện qua một lần và các bạn thực hiện theo cô nha. Em yêu chim. Em mến chim. Vì mỗi lần chim hót em vui.
Các bạn cùng thực hiện theo cô. Em yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim hót em vui. Cô mời các bạn cùng thực hiện. Chúng ta cùng luyện tập bài tập tiết tấu số 2. Ghép lời ca. Các bạn nghe cô thực hiện qua một lần. Nghe véo von trong vườn cây, họa mi với chim on. Cô mời các bạn cùng thực hiện với cô. Nghe véo von trong vườn cây, họa mi với chim on. Và cô mời các bạn tiếp tục thực hiện bài tập tiết tấu 1 và bài tập tiết tấu 2 từ 2 đến 3 lần. Và sau khi chúng ta đã luyện bài tập tiết tấu 1 và bài tập tiết tấu 2 rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung mới nha. Và bây giờ cô mời tất cả các bạn cùng đứng lên, chúng ta cùng hát và vận động theo nhạc bài hát Bạn ơi lắng nghe nha. Tập vui vẻ, chăm ngoan, xứng đáng là cháu ngoan bác cô.